Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZ Fin Việt Nam. Như ở clip trước, tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn top 5 nhóm chỉ số trong phân tích báo cáo tài chính ngành ngân hàng, thì đến clip hôm nay tôi tiếp tục đưa đến với quý vị đó là một chủ đề về ngân hàng, đó là top 5 cổ phiếu ngành ngân hàng đáng đầu tư nhất Việt Nam. Phần 1, Vietcombank cổ phiếu số 1 ngành ngân hàng. Không những là số 1 ngành ngân hàng mà chúng tôi cho rằng Vietcombank đang là cổ phiếu số 1 của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay, thậm chí trong 5 đến 10 năm tiếp theo. Và nội dung của cái buổi trình bày của tôi hôm nay gồm 4 phần chính như sau. Phần thứ nhất, Vietcombank cổ phiếu 5 năm nhân 4 lần tài khoản cho nhà đầu tư. Thứ hai, bí mật tạo lên cái cổ phiếu vĩ đại nhất thị trường chứng khoán là gì? Thứ ba, kết luận và bài học. Và cuối cùng, thứ tư, nội dung của clip tiếp theo tôi sẽ trình bày đến với quý vị như thế nào. Sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua cái kết quả kinh doanh từ năm 2014 đến năm 2019 của Vietcombank. Từ đây có thể thấy rằng thu nhập thuần của Vietcombank từ 2014 đến 2018 đã tăng tới khoảng 2,4 lần. Đó, tăng 2,4 lần, rất là cao trong vòng 4 năm. Thì lợi nhuận sau thuế thì tăng gấp hơn 3 lần từ 4.567 tỷ lên 14.606 tỷ. Cái số này nếu đứng một mình thì chúng ta cũng chưa thể đánh giá như thế nào. Tuy nhiên, so với các cái ngân hàng đối thủ khác như Viettin và BIDV thì năm 2014 lợi nhuận của Vietcombank thậm chí còn thấp hơn cả hai ngân hàng này cơ. Tuy nhiên, đến hiện nay thì lợi nhuận của Vietcombank đã cao hơn gấp 2 lần các cái đối thủ, thậm chí gấp hơn 3 lần so với Viettinbank ạ. Và dự kiến năm 2019 theo dự phóng của chúng tôi, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank hoàn toàn có thể đạt con số 19.000 tỷ. Và sang năm 2020, nhờ có các cái hợp đồng bảo hiểm ban ca với cả các hãng FWD của Singapore thì hoàn toàn Vietcombank có thể đạt tới 22 đến 23.000 tỷ đồng, tức là lợi nhuận tương đương với 1 tỷ đô. Và đây là doanh nghiệp đầu tiên trên sàn có thể cán cái mức lợi nhuận đó sớm nhất. Tiếp theo, tôi và các bạn sẽ cùng nhìn lại cái biểu đồ của giá cổ phiếu Vietcombank. Cổ phiếu đã giúp nhà đầu tư nhân 4 lần cái tài sản của mình chỉ trong vòng 5 năm đấy ạ. Đấy ạ, nếu như mà nhà đầu tư ở đây vào cái thời điểm tháng 10 năm 2015, sau 5 năm thì lợi nhuận của chúng ta đã gấp 4 lần tài sản đấy ạ. Thậm chí hơn 4 lần rất nhiều ạ. Đây này, biểu đồ giá điều chỉnh thì nó dưới 20. Tuy nhiên là theo tính toán của chúng tôi thì nó tương đương với khoảng 4 lần chứ không phải 4,5 lần đâu ạ, khoảng 4 lần đấy ạ. Đó, thì đây là một cái lợi suất tuyệt vời đối với một cổ phiếu blue chip lớn trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tiếp theo ạ, chúng tôi sẽ cùng với các bạn đi vào cái bí mật để tạo lên cái thành công của cổ phiếu vĩ đại nhất thị trường chứng khoán Việt Nam này. Thì theo chúng tôi thì đó chính là do Vietcombank đã sở hữu cho mình các lợi thế cạnh tranh rất mạnh và bền vững trong lâu dài, dựa trên ba cơ sở sau. Thứ nhất là cái đầu vào của Vietcombank rất là hiệu quả với cái chi phí giá vốn cực kỳ thấp và đầu ra chất lượng cao, làm cho nợ xấu rất là thấp, lợi nhuận rất là cao. Và thứ hai đó là quản trị rủi ro của Vietcombank rất tốt, làm cho chất lượng tài sản của Vietcombank cũng đứng đầu ngành ngân hàng. Và thứ ba đó chính là cái kết quả và hiệu quả kinh doanh cuối cùng của Vietcombank vượt trội so với số còn lại trên thị trường. Từ những cái yếu tố trên đã tạo ra được một cái vòng tròn năng lực hoàn hảo cho Vietcombank, giúp ngân hàng này trở lên vĩ đại và tăng trưởng một cách mạnh mẽ cho dù với quy mô lúc này là rất lớn rồi. Trước tiên chúng ta sẽ vào yếu tố đầu tiên, đó là đầu vào của Vietcombank hiệu quả như thế nào và chất lượng đầu ra tốt như thế nào. Thì qua đây là dựa vào cái thống kê cũng như là phân tích của chúng tôi thì cái chất lượng đầu vào cũng như là đầu ra của Vietcombank thì chúng tôi so sánh với Viettin và BIDV, tức là đây là cùng 3 ngân hàng trong nhóm Big Four ở Việt Nam và có quy mô tài sản đều trên 1 triệu tỷ đồng. Thứ nhất là về tỷ lệ huy động vốn không kỳ hạn thì đây là một sự vượt trội của Vietcombank. Vietcombank cùng với MB và Techcombank là 3 ngân hàng có tỷ lệ CASA lớn nhất Việt Nam. Thì ở trường hợp này Vietcombank lớn gần gấp đôi của Viettin và gấp đôi của BIDV ạ. Chính vì CASA nhiều như thế này cho nên cái giá vốn huy động đầu vào bình quân của Vietcombank cũng rất thấp ở mức 2,78%, tức là mức thấp nhất trong ngành ngân hàng hiện nay và đâu đó chỉ bằng hơn một nửa một chút so với Viettin và BIDV. Đó, thấp hơn rất nhiều đấy ạ.
thì chúng ta thử tưởng tượng rằng Vietcombank huy động với lãi suất thấp hơn đồng Pháp 2% khi họ cho vay ra cũng vừa với lãi suất thấp hơn các bạn khác 2%, thì họ sẽ thu hút được toàn bộ những cái khách hàng lớn và chất lượng nhất đến với họ. Do đó, Vietcombank có quyền lựa chọn các cái khách hàng tốt nhất. Đó. Bởi vậy cho nên là cái nợ xấu của Vietcombank cũng thấp hơn so với các ngân hàng khác rất nhiều. Và đây là yếu tố chúng tôi cho rằng quan trọng nhất tạo lên cái sự vĩ đại và tăng trưởng mạnh mẽ của Vietcombank. Và tiếp theo là về cái tỷ lệ nợ xấu. Đây là một hệ quả gần như là tất yếu. Tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank đâu đó dưới 1% so với mặt bằng chung của thị trường khoảng gần 2%, thì đây là một mức vô cùng thấp. Tiếp theo, so với Viettin thì cũng thấp hơn rất nhiều. Viettin đạt 1,58%, thì trong khi đó BIDV thì cao nhất với 1,91%. Chúng ta thử tưởng tượng như này, tín dụng của các ngân hàng này cho vay ra đều khoảng độ 700 đến 1.000 tỷ đến 1 triệu tỷ. Thì nếu Vietcombank thấp hơn ông khác khoảng độ 1% thôi, thì đã thấp hơn tới 10.000 tỷ nợ xấu rồi. Điều này góp phần sẽ tăng lợi nhuận rất là cao cho ngân hàng. Tiếp theo về các cái cơ cấu nhóm nợ ở đây, thì có thể thấy ở Vietcombank cơ cấu nhóm nợ xấu của họ cũng rất là hài hòa hợp lý với các cái nhóm nợ 2. Đó. Trong khi đó BID đấy, nhóm nợ 2 của họ rất lớn 2,33%, thì tiềm ẩn sẽ có nguy cơ hạ xuống nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và làm tăng tỷ lệ nợ xấu hơn nữa của BIDV. Đó. Ngoài ra thì chúng ta cần phải xem xét thêm một cái chỉ số nữa, một yếu tố nữa, đó là nợ xấu VAMC của các ngân hàng này có còn không. Nếu hết, chứng tỏ là ngân hàng này về cơ bản tài sản khá là sạch và họ đã xử lý hết tất cả những nợ xấu tồn đọng những năm trước, những cái năm kinh tế khó khăn 2011 đến 2014, thì ở Vietcombank thì đã xử lý xong từ lâu rồi và đang là không đồng. Còn ở Vietinbank là 11.197 tỷ và BID là BIDV là 6.461 tỷ. Qua cái bảng thống kê này có thể thấy rõ ràng ngay rằng so với các cái ngân hàng có quy mô tương đương và có vị thế ngày xưa là tương đương, thì chất lượng đầu vào của Vietcombank vượt trội và chất lượng đầu vào của họ cũng tốt hơn rất nhiều so với các cái đối thủ này. Sau đây thì chúng ta sẽ vào tiếp các cái chỉ số đánh giá được cái khả năng quản trị rủi ro tốt và chất lượng tài sản tốt của Vietcombank như thế nào. Tương tự thì tôi cũng đưa ra ở đây so sánh với Vietinbank và BIDV. Thì thứ nhất là tỷ lệ nợ xấu như tôi trình bày slide trước, đó là của Vietcombank rất thấp. Nó cho thấy là cái hệ thống quản trị rủi ro của ngân hàng này tốt và tài sản tốt. Thứ hai là cái tỷ lệ dự phòng nợ xấu của Vietcombank rất lớn, lên đến 165,42%. Tức là Vietcombank có 1 tỷ nợ xấu thì họ bỏ luôn 1,6542 tỷ ra để trích lập dự phòng đối ứng cho cái khoản đó. Thì ở trường hợp Viettin thì là 95,01%, thì đây là ở một mức trung bình khá. Và ở BIDV là có 65,98% thôi, thì đây là một mức tương đối thấp. Điều này thể hiện điều gì? Điều này cho biết rằng Vietcombank sẵn sàng đưa một cái lượng lớn tiền để trích lập nợ xấu đi. Đó, tức là họ chứng minh cho mọi người thấy rằng tài sản của họ rất tốt, họ sẵn sàng trích lập rất nhiều mà vẫn không ảnh hưởng đến lợi nhuận. Và chính cái việc trích lập này sẽ tạo cơ hội cho tương lai Vietcombank có thể hoàn nhập lại khi cái nợ xấu nó không xấu đến mức mà ngốn hết từng ngày tiền. Thế thành ra là Vietcombank luôn luôn có các cái khoản thu nhập bất thường khá là cao nhưng mà đều đặn bởi vì họ trích lập quá lớn như vậy. Tiếp theo là cái lãi và phí phải thu. Cái lãi và phí phải thu nó phát sinh đối với các cái tài sản sinh lời. Chính vì thế nếu đối với ngân hàng nào cái lãi và phí phải thu này rất nhiều thì chúng tôi cho rằng nó vẫn tiềm ẩn nợ xấu ở trong các cái tài sản được đánh giá là chất lượng tốt. Thì ở trường hợp này Vietcombank và Vietinbank có tỷ lệ rất là thấp, 0,69% và 0,6% so với tổng tài sản. Với Vietcombank thì cái tỷ lệ này duy trì qua nhiều năm rồi. Nó cho thấy chất lượng tài sản tốt của Vietcombank rất là cao và người ta đánh giá đúng cái chất lượng tài sản đó. Còn ở Vietinbank thực ra khi nó hạ thấp thế này là chỉ trong năm 2018 mà thôi. Còn các năm trước của Vietinbank nó cao gấp đôi cơ. Nó lên đến khoảng hơn 1% cơ, tức là rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì năm vừa rồi, Vietinbank đã có xử lý nợ một khoản nợ xấu rất lớn. Điều này làm rút giảm cái lãi và phí phải thu đi. Thì đây là một yếu tố bất thường, cũng chưa thể đánh giá rằng là chất lượng tài sản của Vietinbank rất tốt được.
Tương tự với BIDV thì cái tỷ lệ này rõ ràng cao hơn Vietcombank rất nhiều. Điều này cho thấy cái chất lượng tài sản sinh lời nhóm 1, cái nhóm tốt ấy của BIDV là không được đánh giá cao bằng Vietcombank. Tương tự cái tỷ lệ nợ xấu VAMC, cái nợ xấu VAMC của Vietcombank thì cơ bản đã về không từ rất lâu, thì trong khi hai ngân hàng này vẫn còn tồn đọng. Điều này cho thấy cái chất lượng tài sản của Vietcombank rất tốt, họ đã xử lý toàn bộ những cái vấn đề nợ xấu tồn đọng của những cái năm trước. Và tiếp theo tôi sẽ cùng với các bạn đánh giá cái hiệu quả và cái kết quả kinh doanh của Vietcombank so với các cái đối thủ của họ xem có vượt trội hay không. Nhìn vào đây có thể thấy kết quả năm 2018 đấy ạ, của Vietcombank thu nhập lãi thuần thì 28.409 tỷ, cao hơn so với Vietinbank là 22.518 tỷ, nhưng mà thấp hơn so với BIDV với khoảng xấp xỉ 35.000 tỷ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank lại vượt trội so với hai ngân hàng còn lại, với việc gần gấp 3 lần Vietinbank và gấp khoảng 2 lần so với BIDV. Thì nguyên nhân đến từ đâu? Thì chúng ta có thể thấy về vấn đề lãi thu từ dịch vụ thì các ngân hàng này cũng xấp xỉ tương đồng nhau. Theo quy mô tài sản thì cũng xấp xỉ tương đồng nhau, không chênh lệch nhau nhiều lắm. Nhưng mà về cái hoạt động kinh doanh ngoại hối thì có thể thấy sự vượt trội của Vietcombank. Và đây cũng là một thế mạnh của Vietcombank khi họ là ngân hàng ngoại thương mà. Tiếp theo, về cái thu nhập từ góp vốn mua cổ phần của Vietcombank cũng cao hơn các cái đối thủ. Chúng ta soi kỹ cái bảng báo cáo tài chính của Vietcombank có thể thấy ngân hàng này còn sở hữu rất nhiều các cổ phiếu tiềm năng. Như mấy năm trước sở hữu cổ phiếu hãng hàng không Việt Nam với giá rất rẻ, rồi sở hữu rất nhiều cổ phiếu MBB với giá vốn rất thấp, rồi là cổ phiếu Eximbank cũng với giá vốn rất thấp. Do đó là nó sẽ tiềm ẩn mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ cho Vietcombank trong các cái thời gian tới nếu ngân hàng này thoái vốn. Tiếp theo, về thu nhập thuần từ hoạt động khác của Vietcombank cũng khá cao, do Vietcombank thường xuyên trích lập dự phòng nợ xấu rất cao, thế thành ra là cái lợi nhuận khác này rất cao qua các năm và khá ổn định, trong khi của Vietinbank khá thấp và của BIDV cũng khá cao, do mấy năm trước thì BIDV cũng có xử lý một số cái khoản nợ xấu lớn, thành ra bây giờ có. Tuy nhiên của BIDV thì không được thường xuyên như của Vietcombank. Đó. Và như vậy có thể thấy là tới đây thì tổng thu nhập của Vietcombank vẫn cao hơn Vietinbank rất nhiều, tuy nhiên vẫn thấp hơn BIDV. Tuy nhiên cái điều quan trọng tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy đó là cái chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đấy ạ. Của Vietcombank có 7.298 tỷ cho cái năm 2018, trong khi của Vietinbank là 7.700 tỷ, cao hơn một chút, của BIDV lên đến gần 19.000 tỷ. Điều này là bởi lẽ chất lượng tài sản của Vietcombank là nổi trội hoàn toàn so với hai ngân hàng kia, thành ra cái chi phí dự phòng cũng thấp hơn. Ngoài ra là cái tỷ lệ nợ xấu của hai ngân hàng kia cũng cao gần gấp đôi của Vietcombank. Bởi vậy cho nên cái chi phí cho dự phòng rất lớn. Thì như tôi lấy ví dụ là với cái việc cho vay ra khoảng 700.000 đến 1 triệu tỷ thì ngân hàng mà chênh nhau khoảng độ 0,5% nợ xấu, tức là tương đương với mất không là 5.000 tỷ rồi. Còn nếu chênh 1% là tức là mất thêm khoảng 10.000 tỷ. Thì như ở vừa xong chúng ta có thể nhìn thấy nợ xấu của BIDV 1,9%, của Vietcombank 0,99%, thì nó cũng chênh nhau lên đến cả chục ngàn tỷ rồi. Bởi lẽ đó, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank đấy ạ, cao gấp đôi của BIDV và gần gấp 3 lần của Vietinbank. Ngoài ra chúng ta còn cần phải đánh giá hai cái chỉ số vô cùng quan trọng khác liên quan đến hiệu quả kinh doanh cuối cùng của ngân hàng, đó là chỉ số lợi nhuận trên mấy tài sản bình quân của Vietcombank lên đến 1,39%, và Vietinbank tôi có ghi hơi nhầm đây chút, đó là chỉ là 0,488% mà thôi, còn ở BIDV là 0,59%. Thì có thể thấy rằng cái ROAA, tức là lợi nhuận trên mấy tài sản bình quân của Vietcombank nổi trội hơn so với hai ngân hàng này rất nhiều, gấp 2 lần và lên đến gấp đến 2,5 lần so với Vietinbank. Ngoài ra cái chỉ số quan trọng nhất trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào, không những ngân hàng mà bất kỳ một doanh nghiệp nào, đó là chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân. Thì ở Vietcombank thì lên tới 25,7% năm 2018 và tiếp tục tăng trưởng rất mạnh, 2019 có thể lên đến 27-28% thậm chí 29%. Thì trong khi các đối thủ của Vietcombank là Vietinbank có 8,33%
và của BIDV có 14,28% thôi. Chúng ta cứ thử tưởng tượng nếu mà một ngân hàng mà có khoảng 70.000 tỷ tài sản chẳng hạn, 100.000 tỷ đi, 100.000 tỷ vốn chủ sở hữu, thì nó như Vietcombank một năm tạo ra tới 25,7 ngàn tỷ, tức là cao gấp khoảng gần 4 lần cái lãi suất chúng ta đi gửi ngân hàng. Trong khi Vietinbank thì chỉ xấp xỉ lãi gửi ngân hàng mà thôi. Còn BIDV thì cũng như vậy là cũng tương đối tốt, tức là gấp khoảng độ gần 2 lần lời gửi lãi ngân hàng. Đó, qua cái bảng số liệu về kết quả và hiệu quả kinh doanh, chúng ta có thể thấy Vietcombank có cái sự nổi trội vô cùng lớn. Tuy doanh thu không phải là quá lớn, nhưng cái kết quả cuối cùng lại là vô cùng lớn, bởi vì cái chất lượng tài sản rất tốt như tôi có trình bày ở trên, chất lượng quản trị rủi ro cao và chất lượng khách hàng đầu vào đầu ra đều tốt. Đó. Vậy từ cái trường hợp Vietcombank này chúng ta rút ra được những cái bài học gì đối với việc đầu tư cổ phiếu? Trước tiên là chúng ta đánh giá về Vietcombank thì cái kết quả hiện nay của Vietcombank rất nổi trội theo chúng tôi, đó là nhờ vào cái sự gieo trồng trong quá khứ để tạo lên một cái hệ sinh thái tuyệt vời cho ngân hàng này. Vietcombank những năm trước, cách đây khoảng độ gần chục năm, thì họ đi đầu trong cái internet banking và các cái dịch vụ thẻ cũng như là thanh toán qua thẻ, qua hệ thống, từ đó giúp cho Vietcombank chiếm lĩnh được cái thị phần rất là sớm. Có thời kỳ thì Vietcombank chiếm lên đến 50% toàn bộ thị phần thẻ và thanh toán, thẻ và thanh toán, từ đó làm cho cái tỷ lệ CASA tăng. Bởi vì sao tôi lại nói vậy? Bởi vì khi Vietcombank phát hành thẻ quy mô lớn như vậy, gần như là các cái doanh nghiệp, một nửa các cái doanh nghiệp, họ trả lương cho nhân viên, họ để tài khoản thanh toán của họ ở Vietcombank, do đó có phát sinh các cái dòng tiền rất lớn gửi không kỳ hạn. Giả định như lương của tôi chẳng hạn được công ty trả qua Vietcombank, nếu mà tôi không rút ra ngay thì tôi vô hình chung đã để đấy cái khoản tiền không kỳ hạn cho Vietcombank với chi phí vốn cực kỳ rẻ. Đối với các cái tiền gửi không kỳ hạn này, lãi suất đâu đó khoảng 0,3% trên một năm, trong khi tiền gửi một năm của chúng ta lên đến 7% cơ, có thể đấy rất thấp. Ngoài ra, cái việc Vietcombank đi đầu trong cái mảng thẻ này, thanh toán này, thì sẽ giúp cái sự tương tác giữa khách hàng và Vietcombank nó thường xuyên hơn. Đó, thường xuyên hơn. Điều này giúp cho cái lòng trung thành của khách hàng ngày càng cao hơn với cái thương hiệu Vietcombank này. Bên cạnh đó là nâng tầm cái thương hiệu của ngân hàng. Từ đó sẽ thu được cái nguồn vốn giá rất rẻ, rất rẻ. Và hệ quả là cho vay được với lãi suất thấp mà vẫn đảm bảo cái NIM, tức là cái độ chênh giữa lãi huy động vào và cho vay ra. Và như vậy là Vietcombank được quyền lựa chọn các cái khách hàng tốt nhất. Họ cho vay ra thấp hơn thì dĩ nhiên là tất cả các cái khách hàng tốt nhất họ đều phải đến với Vietcombank rồi. Và những ngân hàng khác chỉ là những người sái lại những cái khách hàng ở thứ cấp mà thôi. Và điều này sẽ giúp phần làm cho nợ xấu của Vietcombank ngày càng thấp hơn, chất lượng tài sản tốt hơn, góp phần giúp cho hiệu quả kinh doanh rất cao như chúng ta có thể vừa xem ở kia. Và một hệ quả tất yếu là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh rất tốt thì giá trị cổ đông sẽ được tăng lên và đền đáp một cách xứng đáng. Và trong 5 năm qua, lợi nhuận của Vietcombank đâu đó tăng khoảng 3 đến 3,5 lần thì giá cổ phiếu ít nhất cũng tăng theo khoảng 3 đến 3,5 lần. Ngoài ra, Vietcombank còn trả cổ tức cho cổ đông, bởi vậy cho nên lợi nhuận lên đến 4 lần trong vòng 5 năm, một mức gọi là sinh lời siêu ngạch đối với một cổ phiếu hàng đầu như Vietcombank. Thứ hai, để làm được những cái điều như trên thì Vietcombank có chiến lược rất riêng và khác biệt so với các đối thủ còn lại. Trong cái thời kỳ 2010 đến 2014, 10 năm thì Vietcombank có, thay vì mở rộng các cái chi nhánh và quy mô tài sản tăng nhanh như các ngân hàng khác như Viettin, BIDV hay là ngày xưa có Sacombank để có thể bành trướng cái quy mô của mình, thì họ lại tập trung chủ yếu vào chất lượng dịch vụ và nhân sự. Khi nói đến chất lượng dịch vụ, có thể bây giờ là Techcombank khá tốt, nhưng mà những năm trước thì Vietcombank luôn luôn là số 1 và tốt hơn hẳn các ngân hàng đối thủ như là BID hay Vietinbank. Ngoài ra, nhân sự của Vietcombank luôn luôn được đánh giá là những người có trình độ cao nhất, và các chi nhánh của Vietcombank tuy không nhiều nhưng họ rất to và đáp ứng được các cái thanh toán hay là các cái cho vay các thứ rất là lớn. Tức là họ tập trung vào hiệu quả thay vì tập trung vào việc giàn trải. Và việc mở rộng của Vietcombank thì tương đối thận trọng, và họ gắn liền với việc phải kiểm soát được quản trị rủi ro.
Vì thế cho nên trong thời gian gần đây, khi các ngân hàng đối thủ khác ngày xưa chuyên đi tập trung vào mở rộng quy mô thật lực mà không đảm bảo rủi ro, thì bây giờ họ phải ngồi lại để xử lý nợ xấu. No xử lý nợ xấu còn không xong, Vietcombank một mình một ngựa ngồi để thu lợi. Chính vì thế cho nên kết quả mới rất là cao. Và tiếp theo là bên cạnh đó thì Vietcombank cũng phát huy tối đa cái lợi thế về cái sức mạnh ngoại thương của mình, bởi vì đây là một cái ngân hàng ngoại thương mà. Và nắm bắt cái cơ hội khi thị trường Việt Nam đang ngày càng mở cửa rộng, FDI đầu tư vào Việt Nam rất lớn, xuất nhập khẩu thì tăng trưởng hai con số một năm trong cả chục năm qua, thì từ đó tạo ra các cái dịch vụ về thu đổi ngoại tệ rất lớn, thanh toán rất là nhiều, rồi là hỗ trợ xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp, thì tạo ra một cái nguồn thu nhập từ ngoại tệ cho Vietcombank rất cao. Bên cạnh đó là trong 3-4 năm gần đây thì ngân hàng nhà nước đã đưa ra một cái chính sách, đó là lãi suất đối với tiền gửi USD là 0 đồng. Thành ra Vietcombank cũng thu được các cái lợi thế ở đây rất là lớn. Thì chúng ta có thể thấy rằng là khi các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam thì họ đầu tư thì họ mang đô vào, thì bắt buộc họ phải đổi ra tiền đồng. Mà đổi ra tiền đồng thì ở Việt Nam thì chỉ có Vietcombank là lớn nhất và đáp ứng nhanh nhất thôi. Ngoài ra rồi còn có các cái thương vụ FII, tức là đầu tư gián tiếp vào cổ phiếu, như là thương vụ Thái Lan mua cổ phiếu của Sabeco chẳng hạn, thì họ cũng đã đổi lên đến mấy tỷ đô qua Vietcombank. Đó, thì chứ có thể thấy là Vietcombank thu được cái lợi thế này rất lớn. Và nói tóm lại, với trường hợp Vietcombank, chúng tôi cho rằng đây là một ngân hàng có thương hiệu số 1, giá 4 thấp nhất, quản trị rủi ro tốt và cái hệ sinh thái của họ rất hiệu quả để tạo lên một cái cổ phiếu vĩ đại như vậy. Và đây cũng là một cái bài học chung để đánh giá các cái ngân hàng cũng như các cái doanh nghiệp khác khi chúng ta ra quyết định đầu tư. Và chủ đề tiếp theo chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn, đó là top 5 ngân hàng đáng đầu tư nhất Việt Nam phần 2. Đây sẽ là một cái ngân hàng tư nhân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại và nhớ subscribe kênh của tôi nhé.